Bạn là người đam mê cà phê và có ý định mở quán cà phê, nhưng không biết chuẩn bị những gì và các khâu cần chuẩn bị trước khi mở quán cà phê nhằm tiết kiệm những cái chi phí và thu hút những cái khách hàng mới, thì cái video hôm nay sẽ dành cho bạn. Và chào mừng bạn đến với Oriwell Coffee, nơi chia sẻ những kiến thức về cà phê. Hiện nay thì cái mô hình kinh doanh quán cà phê ngày càng trở nên rầm rộ hơn. Tuy nhiên, không phải ai kinh doanh quán cà phê cũng thành công. Và có một vài người vừa mới mở ra lại phải đóng cửa, lý do là họ không có khách. Nhưng chi phí mặt bằng trả quá lớn. Nhưng một cái điều là cái số tiền người ta họ bỏ ra đầu tư quán lại không thể lấy được. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể tiết kiệm những cái chi phí và kinh doanh quán cà phê thành công? Nào, chúng ta hãy xem video của Tâm nhé. Đầu tiên, ta cần phải xác định được số tiền dự định mở quán là bao nhiêu. Thứ hai, ta đi xem những cái phân khúc quán cà phê tương đương với số tiền mà chúng ta dự định đầu tư, và xem càng nhiều nơi thì càng tốt. Xem về cách thiết kế quán này, mô hình quán và không gian quán như thế nào. Thứ ba, về thiết kế quán thì chúng ta có thể lấy những cái ý tưởng từ những cái quán mà chúng ta đã xem, sau đó thì tạo ra sự khác biệt của mình. Thứ tư, đi xem mặt bằng. Và đây là một cái vấn đề quyết định quan trọng sống còn của quán. Một mặt bằng đẹp sẽ dễ dàng thu hút khách hơn. Hay những mặt bằng trọng điểm đặt gần những cái khu trường học, bệnh viện, hay những cái khu gần đông dân cư qua lại. Tuy nhiên, phải chú ý tới cái con đường mà gần nơi mặt bằng có tiện đi lại không. Nếu là đường một chiều mà đường nhỏ thì đó cũng là điểm hạn chế khách ghé quán đó nhé. Hay cái khu kẹt xe đông đúc xe cộ, nơi chờ đèn xanh, đèn đỏ, kẹt xe liên tục cũng làm cho khách e ngại khi ghé tới. Thứ năm, về mặt bằng, chúng ta thuê có nơi để xe cho khách hay không? Bảng hiệu dựng lên có bị che khuất tầm nhìn hay không? Mặt bằng nơi mình chọn dân cư có phức tạp hay không? Và nên chọn những cái vị trí an ninh và an toàn. Chọn những cái mặt bằng không quá xa dân cư. Nếu là mặt bằng trong hẻm thì phải có lượng xe đi lại thường xuyên và đông đúc. Về giá cả mặt bằng, chúng ta cần phải khảo sát mặt bằng trước khi thuê, để chúng ta có thể đàm phán với chủ nhà và không bị hớ. Về cà phê, chúng ta phải lựa chọn những cái dòng cà phê ngon, chất lượng, riêng biệt của quán, tạo ra những cái món uống đa dạng, riêng biệt và không kém phần đẹp mắt. 6. Xác định cái thu nhập dân cư gần vị trí mặt bằng để đưa ra những cái giá phù hợp và giá giữa các quán cà phê trong khu vực của bạn thuê. Thứ 7. Về bàn ghế và dụng cụ cho quán thì chúng ta có thể mua lại hoặc sang nhượng với những nơi cần sang nhượng lại. Tuy nhiên thì bàn ghế và dụng cụ phải còn dùng được, và đừng có mua lại những cái bàn ghế quá cũ, sẽ không phù hợp với những cái quán cà phê mà chúng ta mới mở nhé. Rồi, Tâm cảm ơn các anh chị đã dành những cái thời gian quý báu của mình xem những cái video của Tâm, và đó là động lực để Tâm có thể ra những cái video tiếp theo. Và các cô bác anh chị nào cảm thấy video của Tâm giá trị thì hãy like, share và đăng ký kênh giúp Tâm nhé. Hẹn các anh chị ở những cái video tiếp theo trên kênh.